Nam mô A Di Đà Phật. Lâm sàng rải đã rồi ra dạo trong lê thứ vậy mà xét soi bàn dưới luận đặng coi chân lý lậu cơ trời thiên ý bày ra thấy đời ta cũng thiết tha chiến tranh ngoại quốc hằng hà lũy rơi bị danh lợi xé lơi tình nghĩa mới tranh giành soi sẽ cùng nhau phơi thay mà chẳng núng nao tranh cùng với đọt chừng nào mới thôi. Hạ quân lao khổ lắm ơi, tu sao mới được qua đời trong lo bổn phận thảo ngay trọn vẹn chừng lập đời không thẹn tâm thân câu quân ly tứ ăn chạm dạ nếu chẳng dình phải đỏ đừng than chừng nào tiếng sấm nổ vang thất sơn lỗ vẽ đền vàng bao thay chọn bên nước rủi mái trong đục nếu chẳng chờ lục đục trễ chân yêu đời ta dạy làm ơn lời ta khuyên nhủ như đờn ba nhà trong bổn đạo gần xa ghi nhớ phải thi hành phận tớ cho xong để sao đến việc long đông xác thân khó thấy mây rồng hỏi chạm bia trước mộ người phương thờ đăng độ chúng sanh trả nợ thế nghĩa ăn trọn vẹn cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia chúng ham làm chức nấc nia ngày sau như thế
nhằm lúc đêm hôm vắng vẻ, muốn tu hành lặng lẽ mà nghe. Thử yên lặng để ve nó gái gái, ít điều rõ mái thiên cơ. Người khôn nghe nói ngẩn ngơ, người ngu nghe nói mãi ngờ khùng điên. Kẻ chẳng mến tình riêng hay ghét ta tu hành hai mét làm chi. Hổ thay cho bậc tu mi, thân mình chẳng dáng, vậy thì không lo. Để đến việc gian lưng mà chịu, ai biết điều sớm liệu cho xong. Miệng sự thế nhiều ông kêu hành, ta dạy đời chẳng rảnh mà tranh. Gió đưa nhầm lúc điểm thanh, lời ta dạy dỗ như nhành gheo chim. Gắn công mài sắc nên kim, những câu quyền bí ráng tìm cho ra. Viết ít câu ngâm nga thời thế, ta khuyên đời như cái trương lương. Tấm thân nào nại gió sương, thương yêu lê thứ lo lường năm canh. Nếu ai muốn luận tranh đạo đức, ta cho đời một bức thi ca. Hết gần rồi lại nói xa, nói cho sanh chúng rõ mà người chi. Văn với chúng còn nghi mãi mãi, đạo tu hành nói phải mà nghe. Ngàn năm đạo lý vẫn quen, bế ngôi thằng tu bài chè cùng soi. Kinh dưới sấm ngoài môi nó tùng, đạo suy đồi bãi lũng vì ai. Đem nguồn chân lý bằng nay, ta thương dân chúng lạc lòi giống xưa. Mặc ý ai ghét ưa ghét, định tâm thần xem xét thế nào. Dạy đời chẳng nể công lao.
lối chớ gào làm chi. Ngày sau đến việc sầu bi, thương đời ta mới làm thi khuyên đời. Còn ăn nhẫn đợi thời chưa đến nên phải làm kẻ mến người khinh. Nam mô A Di Đà Phật.